Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án TKM. Con này là con Thinkum Token Round 2. Thinkum thì đã list ở trên sàn HoSwap các bạn nhé. Sàn Ho đang giá là 0,08 đô la một đồng. Dự án này sẽ phát khoảng 400 TKM các bạn nhé. Chatbot theo hướng dẫn của mình để nhận coin free các bạn nhé. Đây, các bạn vào Continue Airdrop. Dự án này thì nó yêu cầu theo dõi hai cái group ở trên Telegram. Các bạn ấn vào join cho mình nhé. Chatbot ở trên Telegram mọi người nhớ là chưa có tài khoản Telegram thì mọi người phải đăng ký nhé. Mình bị đầy rồi đây này, không biết là bỏ con nào rồi mọi người ạ. Bỏ con Zaro này nó về rồi nhưng mình không có trúng. Giải tiếp nha. Quay lại đây dán tên này. Mọi người vào đây copy lấy tên nha. Muỗi đốt, muỗi đốt. Theo dõi Twitter và Redchain Anypot. Thinkum. Đây AirDrop đây mọi người ạ. Có chương trình AirDrop ở đây. Các bạn check qua một số thông tin thôi nhé. Ok, các bạn ấn Flow xong, Redchain xong rồi nhé. Nó yêu cầu là tên Twitter, mọi người ấn vào đây. Copy tweet dán vào đây. Don't use wallet exchange, các bạn đừng sử dụng ví ở trên sàn các bạn nhé. Mọi người sử dụng ví ở MetaMask hoặc là ví ở Truth Wallet nhé các bạn nhé. Đấy, như thế là xong rồi, nó cũng khá là đơn giản nha mọi người. Dự án này khá đơn giản. Đây là link giới thiệu bạn bè nhé, các bạn copy là link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Dự án này sẽ trả vào 6 tháng 4 nhé các bạn nhé. Đấy, 6 tháng 4, trả bây giờ mới là 15 tháng 3 thôi. Đấy. Sàn Ho TKM đây. Có giao dịch nhỉ? Volume cũng khá nhiều đấy chứ không? Cái sàn này thì mình chỉ check thôi nha mọi người nhá, chứ nó không trả về sàn đâu. Nó sẽ trả về ví mà lúc nãy mình dán nha các bạn nhé. Đấy, nó cũng khá là đơn giản. Airdrop của nó chỉ có thế thôi. Thì các bạn nào mà chưa đăng ký thì các bạn đăng ký nhé. Sau này nếu mà có cái giờ thông báo gì thì mình sẽ đăng lên kênh của mình, cũng như là đăng lên kênh Telegram của mình update cho các bạn nhé. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ like, chia sẻ, ủng hộ mình nhé.